Chào các em, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em một bài rất là hay của chương trình đại số lớp 10. Bài hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần chúng ta sẽ nghiên cứu về phần là hàm số chẵn, hàm số lẻ. Đó, hàm số chẵn và hàm số lẻ của chúng ta thì nó nằm ở chương 2 của sách đại số lớp 10. Đấy, thì trước khi mà vào chúng ta nghiên cứu xem hàm số chẵn là gì và hàm số lẻ là gì thì đầu tiên thầy sẽ giới thiệu cho các em qua những cái nội dung mà bài học hôm nay chúng ta sẽ học. Thì trong bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn là ba nội dung. Nội dung thứ nhất của chúng ta là chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa của một hàm số. Như vậy là trước khi mà chúng ta tìm hiểu về một hàm số chẵn, những trường hợp của đặc biệt của một hàm số, ví dụ như là hàm số chẵn hoặc hàm số lẻ, thì đầu tiên chúng ta phải biết được là hàm số nó là gì đã. Như vậy nên là cái bước đầu tiên của chúng ta sẽ học về phần là định nghĩa của một hàm số trước đã. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa của hàm số chẵn, và bước thứ ba của chúng ta bài cái phần thứ ba của chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm số lẻ. Thì sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các bạn là vào nội dung từng phần một. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa của hàm số. Thì các bạn chú ý tại là chúng ta quy ước là với d là một tập hợp số nào đó. Thì các bạn chú ý tại là vì hàm số của chúng ta là chúng ta nghiên cứu về là cái quy tắc tương ứng giữa hai tập hợp số, tập hợp x và tập hợp y. Đấy, nên là nói chung là những cái tập hợp số, nên là đầu tiên là thầy gọi d là một tập hợp số nào đó đi. Đấy, như vậy thì theo sách giáo khoa thì nó định nghĩa nó hơi hơi khó hiểu một xíu. Đấy, đại khái là sách giáo khoa nó định nghĩa thế này. Đấy, khi mà các bạn cho tương ứng một cứ một x thuộc d này, đấy, một x thuộc cái tập hợp số d này này, thì chúng ta sẽ có được một tương ứng duy nhất là một y thuộc tập hợp số thực, thì lúc đấy là chúng ta được một hàm số. Nếu mà nói như vậy thì nó hơi khó hiểu một xíu, nên chính vì vậy nên là thầy sửa lại một xíu cho các bạn dễ hiểu. Thì các bạn nhớ với thầy như này, như vậy thì hàm số là gì, thì các bạn chú ý với thầy như này. Đấy, hàm số là một quy tắc, hoặc là một quy luật, hoặc là một công thức, vân vân. Nói chung là một cái cách cho tương ứng bất kỳ nào đó đấy, để từ mỗi giá trị của x thuộc d, tức là thuộc cái tập hợp mà d mà chúng ta xét đấy. D là một tập hợp số mà chúng ta xét đấy. Thì ta xác định được một giá trị tương ứng. Như vậy là cứ có x là ta phải xác định tương ứng, và tương ứng này là tương ứng duy nhất của y thuộc R. Đấy, tức là các bạn thấy chúng ta là cứ mỗi giá trị của x thuộc cái tập hợp số mà chúng ta xét tập d này, thì chúng ta sẽ có được duy nhất là một giá trị của y, là một số thực nào đó thôi đấy, chứ không được có hai y. Đấy là cái định nghĩa của hàm số của chúng ta đấy. Và trong đấy thì các bạn chú ý như thế là trong đấy là ta gọi x là biến số và y là hàm số của x đấy. Thì bình thường thì chúng ta sẽ gọi x và y là hàm số, nhưng mà sau này chúng ta học hàm số thì các bạn biết cho thầy được là các bạn sẽ còn rất là nhiều cách gọi đấy. Ví dụ như là không phải là các bạn có thể thay y bằng các cái biến số khác, t, z hay cái gì đấy. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì trong chương trình lớp 10 thì chúng ta mới bắt đầu làm quen. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ về trong sách giáo khoa thì người ta định nghĩa nó một cách là đơn giản thôi. Thì các bạn chú ý thầy. Đấy, như vậy thì cái phần và tập hợp d này của chúng ta này, tập hợp những cái giá trị của x của chúng ta đấy, tất cả những giá trị của x mà chúng ta xét đấy, để chúng ta xác định được tương ứng một giá trị của y đấy, thì cái chính là cái tập d này của chúng ta này, thì được gọi là tập xác định của hàm số đấy. Và sau này các bạn sẽ biết cho thầy được là như vậy thì và cứ mỗi x thì các bạn xác định được một giá trị của y đấy, và tập hợp tất cả những giá trị đấy của y thì người ta sẽ gọi là tập giá trị đấy. Còn là những tập giá trị của tất cả những cái giá trị của x mà chúng ta xét thì được gọi là tập xác định đấy. Đấy. Các bạn nhớ thầy là cái như vậy thì mỗi cái hàm số của chúng ta đấy, mỗi hàm số của chúng ta là cứ là một quy tắc hay là một quy luật hoặc là một công thức hoặc là bất kỳ một cái tương ứng nào đấy, để mà từ mỗi giá trị của x thì các bạn phải xác định được cho thầy là một giá trị duy nhất của y đấy. Thì y của chúng ta, x của chúng ta là thuộc một cái tập hợp số d nào đó đấy, và chúng ta sẽ xác định được y là một cũng một thuộc một tập hợp số nào đó đấy, nó là một số nào đó. Đấy, thì tập hợp các cái giá trị của y thì được là một tập hợp số nào đó. Thì và các bạn chú ý với thầy là tập hợp số của chúng ta thì chúng ta chỉ nghiên cứu trong trường hợp số thực thôi. Đấy, trong chương trình giới hạn chương trình phổ thông thì chúng ta sẽ nghiên cứu trong chương trình số thực. Chính vì vậy nên là
trong sách giáo khoa thì người ta ký hiệu là y của chúng ta là thuộc R. Đấy. Như vậy thì qua đây là các bạn đã hiểu cho thầy được là về là hàm số là gì rồi. Đấy. Như vậy là cứ mỗi các cách mà không biết quy tắc, quy luật hay là công thức hay là cái gì, đấy, cứ mỗi giá trị của x mà các bạn lại xác định duy nhất một giá trị của y. Đấy. Các giá trị số cái y của chúng ta đều là số ấy, thì chúng ta đang nghiên cứu về hàm số thôi. Đấy. Số hoặc là các ẩn số, nói chung là đều liên quan đến số hết. Ẩn của chúng ta là những số mà chúng ta chưa biết thôi. Đấy, thì cứ mỗi x mà chúng ta lại xác định duy nhất một giá trị của y, thì lúc đấy chúng ta sẽ là cứ một cái quy tắc tương ứng như vậy, từ một cái tập hợp các giá trị của x đến một tập hợp giá trị của y. Đấy. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ gọi là một hàm số. Thì ví dụ như này, ví dụ như là các bạn trả thấy cho thành như này. Như vậy là cái biểu thức của chúng ta là y bằng 2x cộng 3. Đấy, như vậy thì cái biểu thức này của chúng ta là một hàm số. Đấy, là vì là các bạn thấy cho thầy được là và cái biểu thức này của chúng ta nó cho dưới dạng là công thức. Đấy, tức là y của chúng ta bằng 2x. Tức là cái giá trị của hàm số này, y của chúng ta gọi là giá trị của hàm số. Đấy, hàm số này. Còn x gọi là biến số này. Thì cái giá trị của hàm số của chúng ta nó bằng 2 lần cái biến số cộng với 3. Đấy, cứ mỗi giá trị tương ứng của nó là nó sẽ gấp đôi lần đây. Đấy, gấp 2 lần cái biến ẩn và hay là cái biến số đấy. Biến số người ta gọi còn gọi là ẩn. Rồi cộng với 3 thì chúng ta sẽ được cái y tương ứng của nó như vậy. Đấy, ví dụ như là chúng ta có là x bằng 1 thì chúng ta sẽ suy ra y tương ứng của chúng ta là như vậy là với x bằng 1 thì chúng ta thay vào đây là chúng ta sẽ có y bằng 2 nhân với 1 cộng với 3. Như vậy y chúng ta là y tương ứng của chúng ta là 5. Đấy, như vậy thì các bạn thấy như thế là cứ với mỗi giá trị của x chúng ta thay vào cái công thức này thì chúng ta sẽ xác định được một giá trị tương ứng của y. Đấy, thì như vậy thì cái quy tắc để mà từ mỗi x mà chúng ta xác định một y như này. Đấy, theo cái biểu thức này thì nó xác định một hàm số. Đấy. Hoặc là chúng ta có cái biểu thức là y của chúng ta bằng x bình. Đấy, thì nó cũng là một hàm số. Là vì các bạn thấy như thế là các bạn có thể thay vào ví dụ như là x các bạn biết ví dụ như là các bạn có x bằng mấy các bạn thay vào cái bình phương này ví dụ như là trong trường hợp này thầy lấy x bằng cộng trừ 1. Đấy, ví dụ như là bằng một cũng được bằng một cũng được hoặc là các bạn lấy bằng bao nhiêu cũng được thì các bạn thấy như thế là ví dụ như là trong trường hợp này thầy lấy là một này thì một chúng ta thay vào cái biểu thức là y của chúng ta thì nó bằng bình phương của ẩn số mà. Đấy, như vậy thì cứ x bằng bao nhiêu thì bình phương lên thì nó bằng cái y mà. Đấy, như vậy x của chúng ta bằng một thì chúng ta bình phương lên thì nó cũng bằng một. Đấy, như vậy và nên là chúng ta lại suy ra được là y bằng một. Đấy, như vậy thì bằng cái cách cho y bằng x bình như này thì cứ mỗi giá trị của x chúng ta đều xác định được duy nhất một giá trị của y. Đấy, như vậy thì chúng ta gọi như vậy là cái quy tắc này của chúng ta thì chúng ta có thể gọi nó là một hàm số. Hoặc là trong cái bài tập này thì thầy cho các bạn một cái bảng này. Bảng này của chúng ta thì là nó chỉ gồm là các giá trị của số x này. Đấy, như vậy là x có thể là 0, 3, 9, 1 này. Đấy, và các cái tập hợp các giá trị của y là 8, 2, 4, 7 này. Các bạn thấy như thế là trong cái quy luật của các cái x này, x tương ứng này. Đấy, ví dụ như là chúng ta cứ x bằng 0. Đấy, theo cái bảng này thì chúng ta có cái quy luật như này. Tức là cứ mỗi x các bạn xác định được một y. Đúng nào? Đấy, như vậy ví dụ như x bằng 0 thì các bạn sẽ có y tương ứng bằng 8 này. X bằng 3 thì các bạn sẽ có y tương ứng bằng 2. X bằng 9 thì các bạn có y tương ứng bằng 4. X bằng 1 thì các bạn sẽ có y phía dưới tương ứng là 7. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thấy cái quy luật của cái số x này, bốn số x này, 0, 3, 9, 1 này, nó các bạn có thể làm hiểu là nó chả có quy luật nào cả. Đấy. Và cái y này cũng vậy này, lúc thì nó tăng, lúc thì nó giảm. Đấy. Như vậy thì các bạn thấy cho thầy là như vậy thì mặc dù nó không có quy luật nào, đấy, cứ trong cái tập hợp x này, các cái số của x này, đấy, thì nó không có quy luật nào. Tập hợp y của chúng ta thì giả sử nó cũng không có quy luật nào. Nhưng mà các bạn lại cứ cứ mỗi x các bạn xác định được một y bằng cách các bạn xác định tương ứng như này. Như vậy là cái thằng trên này này. Đấy thì ứng cái thằng dưới tương ứng của nó luôn. Đấy, ví dụ như 0 ứng cái 8 như này. Đấy, như vậy thì mặc dù là từng bộ của chúng ta, từng bộ số của chúng ta x, đấy, cái bộ số x của chúng ta này, và bộ số y của chúng ta. Mặc dù đối với từng bộ nó chả có thể là nó chả có tuân theo quy luật này. Nhưng mà các bạn lại xác định được cái mối tương ứng là như này. Đấy. Tức là cái số trên này sẽ ứng với số bên dưới trong cái bảng này của chúng ta này. Đấy, như vậy thì các bạn lại xác định cho thầy được là như vậy là mỗi giá trị của x các bạn lại biết cách xác định tương ứng một giá trị duy nhất của y. Đấy, các bạn thấy cho thầy ở dưới này có một cái một giá trị của y thôi. Đấy, x bằng 0 thì cũng chỉ có một số 8 thôi là tương ứng của nó thôi.
Đấy, số 3 cũng vậy, là ứng với số 2 thôi, số 9 là số 4, số 1 là số 7, đấy, không có hai giá trị của y. Đấy. Như vậy thì cứ mỗi giá trị tương ứng của x các bạn lại có được một cái quy tắc, các bạn lại xác định được một cái tương ứng của y. Như vậy thì chúng ta có thể gọi cái bảng này của chúng ta là một hàm số, đấy, lập thành một cái hàm số. Đấy, như vậy thì cái hàm số của chúng ta nó không nhất thiết là cứ phải cho theo cái quy tắc này, hay là cái nó không nhất thiết phải cho theo một cái công thức nào đó. Đấy, thường thường ví dụ như là cái ví dụ thứ y bằng 2 cộng 3 này hoặc y bằng x bình, đấy, thì thường thường người ta sẽ cho là như vậy là các bạn nhìn vào hai cái biểu thức này mà chúng ta gọi là hàm số này. Như vậy thì thường thường là người ta sẽ cho theo hai cái kiểu này. Đấy, tức là người ta sẽ cho cái hàm số của chúng ta là bằng một cái đa thức nào đó hoặc một cái đơn thức nào đó. Đấy. Trong chương trình của chúng ta học thì cho đơn giản thì thường thường người ta sẽ nghiên cứu như vậy. Nhưng mà các bạn nhớ thầy là để là hàm số thì không nhất nó phải là cái này. Đấy. Các bạn cứ nhớ như thầy là cứ một cái tương ứng mà để mỗi các bạn xác định được duy nhất một giá trị của y thôi. Đấy. Tức là từ mỗi số của x các bạn xác định được duy nhất một số của y. Đấy. Thì lúc đấy là và các tập hợp số của chúng ta đều thuộc số thực. Đấy. Thực ra thì là số thực là do là vì là chúng ta trong chương trình toán học phổ thông thì chúng ta học là nó là tập hợp số thực thôi. Đấy. Chính vì vậy nên là chúng ta mới xét là số thực thôi. Chứ còn thực ra số ảo hay số gì cũng được. Đấy. Cứ mỗi cái quy tắc tương ứng của chúng ta thì chúng ta đều có được là một hàm số. Đấy. Như vậy thì đây là ba cái ví dụ mà thầy lấy cho các bạn về cái phần là hàm số là gì, các cái ví dụ về hàm số, chúng ta cho các cái hàm số, lấy ví dụ về hàm số và tiếp tục là chúng ta sẽ xét một cái này. Như vậy là ví dụ như là cái biểu thức của chúng ta là x bằng y bình, đấy, thì các bạn thấy là như này, với x bằng một thì các bạn lại suy ra cho thầy được là trong cái trường hợp mà x bằng y bình của chúng ta thì với x bằng một thì các bạn lại thấy cho thầy là y của chúng ta lại bằng cộng trừ một. Đấy. Như vậy thì là cộng trừ vì là cộng trừ một chúng ta bình phương lên thì nó cũng là một mà. Như vậy thì với x bằng một thì các bạn lại có được y nó lại bằng hai giá trị này. Như vậy thì đây không phải là hàm số. Đấy. Thì các bạn chú ý cho thầy khi mà chúng ta xét một cái hàm số nào đó, ví dụ như là các bạn chú ý cho thầy trong cái định nghĩa người ta gọi y là hàm số này. Đấy. Thì chúng ta xét trong cái một cái quá trình hàm số này. Đấy. Thì người ta xét là khi mà y là hạ y là hàm số x là ẩn thì người ta quy ước như này cho rõ ràng ra. Đấy. Còn trong cái trường hợp này thì các bạn thấy cho thầy là như vậy là trong cái trường hợp chúng ta xét thì là một giá trị của ẩn số nó lại có thể là xác định nhiều giá trị của hàm số. Như vậy thì trong cái quá trình định nghĩa thì người ta không định nghĩa. Đấy. Thực ra thì ví dụ như là các bạn thấy cho thầy là x y của chúng ta thì nó cũng đều là các ẩn thôi. Đấy. Như vậy thì việc là x của chúng ta bằng y của chúng ta bằng x bình là một hàm số thì x bằng y bình cũng là một hàm số thì cũng được. Đấy. Tuy nhiên là vì là trong cái quá trình chúng ta học thì để đơn giản chúng ta học và cái quá trình mà để đơn giản thì chúng ta học là một phần. Cái thứ hai là chúng ta trong cái quá trình chúng ta học là chúng ta quy ước là y nó là hàm số. Đấy. Tức là khi mà chúng ta nghiên cứu một hàm số nào đó là chúng ta nghiên cứu một hàm số nào đó thôi. Đấy. Còn trong cái quá trình hàm số đấy thì cái ẩn số của nó tức là những cái giá trị để xác định hàm số đấy là cái biến số của nó ấy, thì nó có thể xảy ra nhiều trường hợp. Đấy. Khi mà chúng ta nghiên cứu một cái đối tượng nào đó thôi này, đấy, thì cái ẩn số của nó là có thể xảy ra nhiều trường hợp, đấy, đó là cái ẩn số của nó đấy. Như vậy thì các bạn thấy như thế là nên là trong cái quá trình mà chúng ta nghiên cứu đấy. Như vậy nếu mà x của chúng ta bằng y bình mà với quy ước của chúng ta là y của chúng ta là hàm số mà x là ẩn số này, mà x của chúng ta lại một giá trị của x mà chúng ta lại suy ra được là y của chúng ta lại bằng là hai giá trị. Đấy. Như vậy thì nó sẽ phức tạp này. Và như vậy thì bài toán của chúng ta nói chung là trong cái quá trình chúng ta học tập nó sẽ phức tạp và nó nói chung là nó rối đấy. Đấy, chính vì vậy nên là để cho quá trình tiện trong cái quá trình mà chúng ta học tập thì người ta quy ước là nào như vậy là khi mà chúng ta nghiên cứu một hàm số nào đó thì chúng ta quy ước là hàm thì chúng ta nghiên cứu một hàm nào đó là một hàm nào đó thôi. Đấy. Và trong cái quá trình mà để xác định một cái giá trị của một hàm số nào đó thì các bạn nhớ thầy là cái phần ẩn số nó tức là các bạn có thể tưởng tượng như là khi xác định một trường hợp nào đó của hàm số thì nó có thể xảy ra nhiều cái trường hợp khác nhau để xảy ra một cái giá trị nào đó, hay là để có được x bằng mấy chẳng hạn đi, thì chúng ta y bằng mấy thì chúng ta sẽ có nhiều cái giá trị của x khác nhau như vậy, hay là nhiều cái ẩn số khác nhau. Đấy. Giống như khi mà chúng ta thực hiện khi mà chúng ta tiến hành làm một cái gì đấy, nghiên cứu một cái gì đấy thì cái khả năng xảy ra của nó là có thể nhiều trường hợp khác nhau. Đấy. Thì mỗi trường hợp khác nhau ở đó chúng ta có thể coi là ẩn số, nhưng mà
trong cái quá trình để nghiên cứu đấy thì chúng ta chỉ coi là như vậy là chúng ta chỉ nghiên cứu là cái trường hợp mà chúng ta thực hiện nó là cái gì thôi, chỉ có một cái chúng ta mong muốn là chúng ta thực hiện cái gì thôi đấy. Chính vì vậy nên là cái phần hàm số này của chúng ta thì nó là một đấy, nhưng mà ẩn số của nó có thể là nhiều đấy. Thì các bạn chú ý cho thầy là trong cái trường hợp này đấy, tại sao mà người ta lại quy ước là như vậy. Thực ra đây là mang tính chất là quy ước thôi đấy, để cho chúng ta tiện trong cái quá trình chúng ta học tập, và nó cũng là đúng thực tế. Đấy là cái phần hàm số tiếp theo. Bây giờ giới thiệu cho các bạn về phần định nghĩa hàm số chẵn. Thì các bạn chú ý phần như này, trong sách giáo khoa thì người ta định nghĩa thế này: một hàm số y bằng fx được gọi là hàm số chẵn khi nó thỏa mãn hai yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất tức là tập xác định của chúng ta này, tập xác định d của chúng ta này, thì cứ có x thuộc d thì chứa x của chúng ta cũng thuộc d. Các bạn chú ý thầy là tập xác định là tập tất cả những giá trị của x mà chúng ta thay vào hàm số làm cho nó không nghĩa, tức là chúng ta thay vào là chúng ta phải tính được y đấy. Đấy, như vậy thì tập xác định của chúng ta là cứ cứ có x của chúng ta thì chúng ta sẽ có trừ x cũng thuộc d. Đấy, cứ có x thuộc d thì trừ x của chúng ta cũng thuộc d, tức là nghĩa là chúng ta trong cái tập hợp d này chúng ta có số là âm 3 này. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái thì cái số 3 này của chúng ta, tức là trừ đi trừ 3 của chúng ta là 3 này, cũng thuộc d. Hoặc là chúng ta có số 2 thuộc d thì âm 2 cũng thuộc d, tức là hai số đối nhau đấy là chúng ta đều thấy có thể là trong tập xác định này của chúng ta nó đều phải thuộc d thì mới được. Đấy. Còn nếu mà cái yếu tố này vi phạm, tức là nếu mà trong cái tập xác định d của chúng ta này mà có một số nào đó mà lại không có số đối của nó này. Đấy, ví dụ như là có 7 chẳng hạn mà không có âm 7, như vậy thì nó tập xác định này của chúng ta nó không thỏa mãn này, như vậy chúng ta kết luận luôn là hàm số của chúng ta cũng không phải là hàm số chẵn. Đấy. Như vậy là muốn là hàm số chẵn thì thứ nhất là tập xác định của nó phải thỏa mãn cái yếu tố này đã, tức là có x thuộc d thì phải có trừ x thuộc d, tức là trong cái tập hợp d của chúng ta nó phải tồn tại cả hai số đối nhau của nó. Các số của chúng ta trong cái tập hợp d này nó đều phải có số đối của nó thì mới thỏa mãn cái yếu tố thứ nhất. Còn chỉ cần một trường hợp vi phạm thì nó cũng là không phải hàm số chẵn, cũng không phải hàm số lẻ. Đấy, thì các bạn chú ý cái này trong trường này. Yếu tố thứ hai của chúng ta là để mà một hàm số là hàm số chẵn thì khi đó các bạn thấy như thế là f của chứa x của chúng ta phải bằng fx, tức là nghĩa là các bạn thay cho thầy hai cái giá trị đối nhau vào một cái hàm số để chúng ta xác định đấy, thì cái hàm số của chúng ta cái f của chữ x của chúng ta nó luôn luôn bằng fx với mọi chữ x của chúng ta thuộc d. Như vậy là trong tổng số của chúng ta cứ thay vào là âm 2 hoặc là và 2 thì chúng ta vào cái hàm số f để chúng ta tính nó đấy. F các bạn chú ý thầy, fx của chúng ta cũng chính là y. Nhưng mà để tiện trong quá trình chúng ta thay thì thường người ta hay diễn thêm là cái fx y bằng fx hoặc là y bằng g, nhưng mà ở đây chúng ta nghiên cứu là y bằng fx thôi. Đấy, như vậy thì các bạn phải cho thấy là như vậy thì yếu tố thứ hai của chúng ta là f của chữ x thì bằng fx, như vậy thì hàm số của chúng ta là nếu mà thỏa mãn hai cái trường hợp này thì lúc đấy là chúng ta mới mới gọi là hàm số đã cho là hàm số chẵn. Ví dụ như là thầy có cái trường hợp này, ví dụ hai này, chứng minh hàm số fx của chúng ta bằng x^4 cộng 5x bình cộng 3, chúng ta ký hiệu hàm số này là một, là một hàm số chẵn. Thì để mà chứng minh một hàm số này là hàm số chẵn thì chúng ta sẽ làm như sau. Như vậy thì các bạn thấy cho thầy là tập xác định của chúng ta là tập những giá trị nào của x mà làm cho nó không nghĩa. Mà bây giờ là các bạn thấy cho thầy là cái tập xác định của cái hàm số là fx của chúng ta bằng x^4 cộng 5x bình cộng 3 thì với x bằng mấy thì các bạn thay vào đây, thay vào cái hàm số này các bạn đều tính được giá trị của fx, tức là giá trị của y đấy tương ứng. Nên là các bạn thấy cho thầy là với x bằng mấy các bạn thay vào đây nó đều có nghĩa hết. Nói chung là trong chương trình lớp 10 sau này các bạn học lớp K thì nó sẽ nhiều cái điều kiện hơn, nhưng mà trong chương trình lớp 10 thì chủ yếu là các bạn nhớ thầy là các bạn tìm điều kiện là khi có mẫu thì mẫu phải phát không đấy, và có căn bậc chẵn thì trong căn phải lớn hơn không đấy. Như vậy là chúng ta loại những cái trường hợp mà nó không thỏa mãn đi thì tập xác định của chúng ta là những cái thằng còn lại đấy. Còn trong trường hợp mà chúng ta thấy cho thầy là ví dụ như là trong cái trường hợp này này, như vậy là các bạn thay cho thầy cái số nào cũng thỏa mãn, thay với thấy cùng mấy thì các bạn đều thay xác định những fx thôi. Đấy, như vậy thì và cái bài này của chúng ta thì người ta không không ghi là x thuộc bao nhiêu cả đấy, tức là chúng ta người ta không nói là tập hợp x là những số nào. Thì các bạn nhớ là trong những trường hợp này thì trong chương trình của chúng ta trong chương trình toán học sơ cấp thì người ta quy ước là như vậy thì khi mà chúng ta không biết rõ cái này thì chúng ta sẽ là mà là chúng ta thay vào chúng ta cũng đều có hết, như vậy tập xác định của bạn là d bằng r đấy, tức là tập tất cả các số thực của chúng ta có mấy lấy hết.
Còn trong trường hợp nào đó mà nó xét trong cái khoảng từ 2 đến 3, như vậy thì tập xác định của các bạn là 2 đến 3. Đấy, nói chung là nếu mà nó có nghĩa hết mà các bạn là người ta quy ước là lấy từ đâu đến đâu thôi, trong một tập hợp số nào thì các bạn lấy hết trong đấy. Đấy, hoặc là người ta cho một tập hợp số nào mà các bạn tìm điều kiện ra đấy, những cái trường hợp mà nó vô nghĩa đấy, tức là có mẫu thì mẫu bằng không, hoặc có căn bậc chẵn thì trong căn âm đấy, thì các bạn loại đi thôi, thì còn lại những giá trị nào là các bạn lấy hết đấy, nhưng mà lấy hết trong cái khoảng đấy thôi. Còn trong trường hợp này của chúng ta là chúng ta có bấy lấy hết đấy, và người ta cũng không ghi cái gì, đúng không? Đấy, thì các bạn chú ý như thế này là trong trường hợp này thì trong sách giáo khoa của chúng ta thì người ta quy ước là như vậy thì không ghi cái gì mà nó thỏa mãn hết như này thì chúng ta lấy hết. Đấy, tức là D của chúng ta bằng cái R, tức là mọi chỗ thực chúng ta đều lấy hết. Đấy, như vậy là tập xác định của chúng ta ký hiệu bằng chữ D thì nó bằng cái R luôn. Đấy, tức là bằng tập hợp số thực luôn, tức là tập xác định thì cũng bằng tập số thực luôn. Đấy, vì là mọi số chúng ta đều lấy hết mà. Đấy, và như vậy thì trong tập số thực thì các bạn lại thấy cái này là chữ x của chúng ta thuộc D, thì hiển nhiên là chúng ta cũng có một cái chữ x của chúng ta thuộc D, hoặc là chữ x của chúng ta thuộc D thì chúng ta cũng có x thuộc D. Đấy, các bạn chú ý thấy cái dấu tương đương nhé. Đấy, thì cái dấu tương đương này là từ x thuộc D thì các bạn suy ra được là x thuộc D thì suy ra được là chữ x thuộc D, và chữ x thuộc D thì các bạn lại suy ngược lại là x của chúng ta thuộc D. Đấy, như vậy số thực thì các bạn hiển nhiên là thấy như thế là trong mọi số thực của chúng ta đều có số đối rồi. Đấy, nên là hiển nhiên là x của chúng ta thuộc D thì chữ x của chúng ta cũng thuộc D, là hiển nhiên đúng rồi. Đấy. Như vậy thì cái trường hợp thứ nhất là điều kiện của chúng ta là như vậy là cái tập xác định là thỏa mãn rồi. Bây giờ chúng ta xét cái điều kiện thứ hai của chúng ta. Người ta quy ước là phải thỏa mãn hai điều kiện là f trừ x bằng fx mà. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xét xem. Như vậy là f trừ x của các bạn thì các bạn thấy như thế là cái hàm số của chúng ta thì người ta ghi theo một cái quy luật như này. Đấy, tức là fx của chúng ta thì bằng f mấy này thì bằng cái số này đấy, mũ 4 lần lên đấy, cộng với 5 lần bình phương của nó cộng với 3. Đấy, như vậy thì bây giờ là chúng ta có f của chữ x thì là f mấy thì mà mũ 4 lần lên. Đấy, như vậy là bằng chữ x mũ 4 rồi cộng với 5 lần bình phương của số đó. F mấy thì bình phương này. Như vậy là các bạn sẽ thấy cái này là bằng 5 lần chữ x tất cả bình cộng 3. Đấy, hay là đại khái là các bạn thấy cái này là khi mà chúng ta có được là muốn tính F mấy đấy thì chúng ta cứ thay vào công thức này thôi, chúng ta thay x bằng cái đó thôi. Đấy, như vậy bài này của chúng ta là chúng ta tính F của chữ x thì chúng ta chỗ nào vậy thay bằng chữ x. Đấy, thì chúng ta sẽ thu được cái này. Đấy. Như vậy thì các bạn thấy cái này là một hàm số của chúng ta là cái phần này của chúng ta là chữ x của chúng ta là mũ 4 và mũ 2 của nó đều là mũ chẵn. Một mũ chẵn lên thì nó sẽ mất âm. Đấy, chính vì vậy nên là các bạn sẽ có cho thầy được là như vậy là x mũ 4 của các bạn trừ x tất cả mũ 4 thì nó bằng x mũ 4. 5 nhân với mở ngoặc trừ x tất cả bình thì nó cũng bằng 5x bình. Đấy, cộng với 3. 3 này chúng ta bê lại thôi. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là cái này của chúng ta, cái f của trừ x của chúng ta bằng x mũ 4 cộng 5x bình cộng 3 thì nó lại giống như thế là cái f của chúng ta đây. Đấy, bằng x mũ 4 cộng 5x bình cộng 3. Nên chính vì vậy nên là chúng ta sẽ biết là như vậy là f trừ x của chúng ta thì cái cụm mà x mũ 4 cộng 5x bình cộng 3 này, đấy, theo cái giả thiết ở trên này của chúng ta này, đấy thì nó bằng fx. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là f trừ x của chúng ta bằng fx. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là đến đây là các bạn thấy cho thầy là cái bài toán của chúng ta, cái hàm số 1 của chúng ta nó thỏa mãn cả hai yếu tố. Đấy, tức là tập xác định của chúng ta là tập D của chúng ta là nó là cứ mỗi x của chúng ta thì thuộc tập xác định thì nó đều có số đối của nó là chữ x cũng thuộc D. Đấy, tức là nó phải tồn tại hai số đối nhau trong tập xác định. Đấy, và cái f trừ x của chúng ta nó lại bằng fx. Chính vì vậy nên là hàm số này là theo định nghĩa của chúng ta thì nó là hàm số chẵn. Đấy, nên là chúng ta kết luận là vậy hàm số 1 của chúng ta là hàm số chẵn. Như vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta chứng minh một cái hàm số là hàm số chẵn. Thầy lấy minh họa cho các bạn. Đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ vào cái phần tiếp theo. Phần tiếp theo của chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa hàm số lẻ. Đấy. Thì các bạn chú ý với thầy là cái hàm số lẻ thì người ta định nghĩa cũng hai hàm giống hàm số chẵn thôi. Tức là thế này, tức là một hàm số y bằng fx được gọi là hàm số lẻ là khi và chỉ khi nó thỏa mãn hai yếu tố. Thứ nhất của chúng ta là tập xác định của chúng ta, tập xác định D của chúng ta này. À, tập xác định D của hàm số này thì là cứ có x thuộc D thì khi và chỉ khi chúng ta cũng có chữ x của chúng ta cũng thuộc D. À, như vậy là nghĩa là tập xác định của chúng ta nó giống hệt cái trường hợp hàm số chẵn. À, tức là trong hàm số của chúng ta, tập xác định của chúng ta là cái cặp số đối nhau của chúng ta nó phải tồn tại, cùng tồn tại trong tập hợp của chúng ta. Tức là có 2 thì phải có trừ 2, có 3 thì phải có trừ 3. À, nói chung là như vậy. À, như vậy thì yếu tố thứ nhất của chúng ta thì các bạn thấy như thế là nó giống cái phần hàm số chẵn.
Nhưng mà yếu tố thứ hai của chúng ta thì các bạn chú ý là như này, để mà một hàm số là hàm số lẻ thì khi mà tập xác định của nó đã thỏa mãn điều kiện thì các bạn phải có cho thầy được f của chữ x thì nó bằng trừ fx. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là fx và f chữ x là hai cái, nó sẽ có hai cái giá trị là đối nhau. Đấy. Và các bạn chú ý ở đây là trong cái phần hàm số chẵn và hàm số lẻ thì chúng ta nghiên cứu đấy, thì các bạn sẽ thấy sau này các bạn sẽ thấy là như vậy là khi mà chúng ta biểu diễn đồ thị của hai cái hàm số này thì hàm số chẵn đấy thì nó sẽ có trục với xứng, còn hàm số lẻ thì nó sẽ có tâm với xứng. Nó rất là hay trong cái phần này. Như vậy thì đây là cái định nghĩa của hàm số chẵn và hàm số lẻ. Tiếp theo thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh một hàm số là hàm số lẻ. Đấy. Ví dụ như là ví dụ 3 này, chứng minh hàm số fx của chúng ta bằng x mũ 3 cộng 5x, chúng ta ký hiệu cái hàm số này là 1, là hàm số lẻ. Thì sau đây thầy sẽ giới thiệu cho các bạn là cách chứng minh. Thì các bạn biết cho thầy được là định nghĩa thì chúng ta người ta quy ước là phải thỏa mãn một hàm số là hàm số lẻ thì nó phải thỏa mãn hai cái điều kiện này. Đấy, nên là bước đầu tiên chúng ta sẽ tìm tập xác định. Và tập xác định này thì các bạn thấy cho thầy đây là một hàm đa thức. Nó là có x bằng mấy thì các bạn thay vào thì các bạn đều xác định fx. Và trong trường hợp này thì là người ta không ghi cái gì. Đấy, tức là x của chúng ta người ta không ghi là x thuộc là tập hợp số D nào đó này. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là như vậy là nghĩa là tập hợp x của chúng ta là tập hợp tất cả số thực. Đấy, và các bạn thấy cho thầy là mọi số thực của chúng ta thay vào chúng ta đều xác định được x. Đấy, đều xác định được fx. Như vậy thì như vậy là mọi mọi số của chúng ta, mọi số của chúng ta đều là làm cho hàm số là xác định, tức là chúng ta đều tính được fx, tức là nó có nghĩa đấy. Như vậy thì như vậy là nên là tập xác định của chúng ta của cái hàm số 1 này của chúng ta thì d của chúng ta nó chính bằng r, tức là có mấy chúng ta lấy hết. Hay là các bạn có thể nhớ một cái mẹo như này, tức là sau trong chương trình của chúng ta, trong chương trình toán học sơ cấp đấy, thì các bạn nhớ là cứ hàm đa thức thì các bạn là có mấy là các bạn lấy hết, tập xác định của chúng ta là có mấy lấy hết. Đấy, chỉ có những hàm phân thức hoặc có căn thức đấy, tức là có mẫu hoặc có căn căn bậc chẵn thì chúng ta mới cần quan tâm thôi. Đấy, hoặc là sau này các bạn học lên cao lên lớp 12 thì nó có phần logarit thì chúng ta sẽ có điều kiện nó khác một xíu thôi, chứ còn trong chương trình lớp 10 thì hầu như là chúng ta chỉ chủ yếu là cái phần là có căn bậc chẵn thì trong căn phải lớn hay không, và có mẫu thì mẫu phải không, còn không có thì các bạn là có mấy lấy hết. Đấy. Như vậy thì bài này của chúng ta là có mấy chúng ta lấy hết. Đấy, và người ta quy ước là chúng ta không ghi cái gì thì tập xác định cái x của chúng ta tập các số x của chúng ta là r, như vậy nên là cái tập xác định của chúng ta là có mấy lấy hết, như vậy là d của chúng ta bằng r luôn. Đấy, như vậy là x của chúng ta thuộc r, mọi số của r chúng ta đều thỏa mãn hết, như vậy là d của chúng ta bằng r. Và tập hợp r thì dĩ nhiên là các bạn thấy có thể là cứ có x thuộc d thì dĩ nhiên là chữ x của chúng ta cũng thuộc d. Đấy. Trong tập hợp số thực của chúng ta thì là luôn luôn tồn tại một cặp số đối nhau như vậy. À, như vậy thì cái bài này của chúng ta là cái điều kiện thứ nhất là nó thỏa mãn rồi. Như vậy là bây giờ chúng ta sang cái điều kiện thứ hai. Đấy, tức là chúng ta xét xem là f của chữ x của chúng ta có bằng trừ fx hay không. Và như vậy thì các bạn thấy cái này là như vậy là f của chữ x thì các bạn thấy cái này là như này. Đấy, giống như thế là cái ví dụ hai mà chúng ta vừa làm ở phần hàm số chẵn thì các bạn thấy cái này là cứ f bằng mấy thì các bạn thay vào cái công thức này thôi. Fx thì thay vào đây là x mũ 3 cộng với 5x, tức là f mấy thì các bạn thay vào là nhân mũ 3 lên bằng lấy mũ 3 cộng với 5 lần với số đấy. Đấy, như vậy thì bây giờ là f của chữ x thì các bạn thay vào là chữ x mũ 3 cộng với 5 lần chữ x. Đấy, và như vậy thì các bạn thấy cái này là khi mà chúng ta muốn lĩa một số âm thì nó vẫn là âm, chính vì vậy nên là chữ x tất cả mũ 3 thì bằng chữ x mũ 3. Đấy, cộng với 5 nhân mở ngoặc chữ x của chúng ta thì nó bằng chữ 5x. Đấy, chính vì vậy nên là chúng ta có được là chữ x tất cả mũ 3 cộng với 5 nhân với mở ngoặc chữ x của chúng ta thì nó bằng chữ x mũ 3 chữ 5x. Và các bạn thấy cho thầy được là cái chữ x mũ 3 chữ 5x của chúng ta thì nó lại là đối với lại là nó lại ngược dấu với lại x mũ 3 cộng 5x. Chính vì vậy nên là cái f chữ x của chúng ta thì nó lại là bằng chữ fx. Đấy, và như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy là tập xác định của chúng ta thỏa mãn rồi. Đấy, và cái hàm f chữ x của chúng ta thì cái giá trị của chữ x, chúng ta thay bất kỳ này. X là một số bất kỳ chúng ta thay vào đây thì các bạn thấy cho thầy được là như vậy f chữ x của chúng ta nó lại bằng chữ fx. Chúng ta thay cái giá trị tổng quát x bất kỳ thì chúng ta lại có được là như vậy là hai cái giá trị của f chữ x và fx là hai giá trị đối nhau của chúng ta. Cái ẩn số, cái giá trị của biến số này đối nhau thì chúng ta lại có được cái giá trị của hàm số, thì
nó cũng đối nhau. Đấy, như vậy thì lúc đấy là chúng ta kết luận là hàm số của chúng ta là như vậy là hàm số 1 của chúng ta là hàm số lẻ. Đấy, thì đây chính là những cái nội dung mà thầy muốn giới thiệu cho các bạn trong bài học này. Thì bài học này đến đây là hết. Chúc các em học tập tốt. Chào các em.